Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại Quỳnh đang có mặt tại mộ chú Ngọc Sĩ Vũ Linh. Và trưa hôm nay thì có cô với chú cũng vừa đến thắp hương của chú Ngọc Sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Và có đem đến hai bức hình của chú Ngọc Sĩ Vũ Linh rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Hai bức hình rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cô trang dành cho cô với chú này là ở Sài Gòn xuống cô chú anh chị. Phía trước là cô Trang là ở Sài Gòn xuống cô chú anh chị. Có đem hai tấm hình rất là đẹp xuống để thắp hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Rất là quý luôn cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Bức hình rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Cái này là một bức ảnh mà gọi là đặc biệt từ trước tới giờ luôn. Nên cả nhà hội. Bức ảnh này là rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Có ghi là khán giả mãi yêu anh, ông Hoàng Cải Lương, Hồ Quảng của chú anh chị. Và chị phía trước là chị Trang cô chú anh chị, rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đúng rồi, quá đẹp anh chị ha. Cái gì cũng là tấm lòng cả nhà đấy ha. Quá đẹp luôn. Rồi em cảm ơn chị. Tấm hình từ trước giờ đọc nhất luôn vậy luôn chị. Qua bên đây bây giờ mình mời chị Trang đến có đem hai bức hình đến rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Là một người yêu mến này dành tình cảm cho cầu nắm như vậy thì cô có thể cho khán giả cũng như người yêu mến trên cộng đồng được biết về thời điểm và cảm xúc để cô đưa những bức họa này lên mộ nghệ sĩ Vũ Linh ạ. Thì quý ảnh không ngoài tài năng mà là đức độ nữa. Dạ. Cô cảnh là quá đẹp. Người này. Chị đang đẹp như là sinh viên luôn vậy. Chị Trang ở đâu? Ở Sài Gòn à? Xin chào cảm chị dành cho anh Vũ Linh là hết lời. Quá bức họa thì đều biết được tình cảm thế nào. Để chị đi tham quan. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ là chị Trang đi tham quan ngôi mộ của chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị. Hai chị Trang có đem bức tranh đến rất là đẹp luôn của chú anh chị. Hai bức tranh rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Ok. Anh chị vlog xin chào cô chú anh chị nha. Ủa chị đâu rồi? Chị đi phòng nhà. Ủa đi vô cái chị đi. Trời ơi, bức hình của chị đó. Cái con lại cho nó phải mấy tới xuống. Vô xem những gì ảnh cũng như hoa của chắc cậu là, chắc chị cũng đang thắc mắc là tại sao chưa có mộ đó không? Rất là nhiều khán giả tới đây hỏi là mộ chú Vũ Linh đâu, nhưng mà mình cũng chia sẻ luôn là chưa có sai đó. Thì trong thời gian sớm nhất thôi không mà chị cũng đang xem thử mộ của cậu rồi thiếu chắc cái gì hay là cái gì cần thì chị sẽ xuất sắc là chị ơi, tình cảm vừa giàu có mà vừa có tấm lòng nữa, rất là quý chị luôn, cảm ơn chị rất là nhiều. Bây giờ chị quay lại cái khung cảnh nghe mộ của cậu. Thực sự mà nói là những cái người mà yêu mến cậu ai cũng là có tấm lòng rất là đẹp mọi người ơi, vừa đẹp người vừa đẹp nết, thực sự nói vậy. Mọi người thấy trên hai tay chỉ là hai cái hộp tròn rất là bận nát. Chị quay lại những cái hình ảnh lại bức họa này là đẹp, nhưng mà lúc rất là đẹp luôn của chú anh chị. Lúc còn trẻ. Hồi trưa ngày hôm nay thì có cô ở Sài Gòn có đem mà hai bức ảnh ra ở viếng chú nghệ sĩ Vũ Linh của chú anh chị, rất là đẹp luôn. Và giờ có anh Nhịp Sống Niu đang treo bức ảnh của chú nghệ sĩ Vũ Linh lên cho nó đẹp ở cô chú anh chị, rất là quý luôn.
hai tấm ảnh rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Anh Nhịp sống vô bỏ trên cây gớ của chú anh chị. Quá tuyệt vời. À, cho ngoài mới lên cái này của cậu rất là đẹp. Nhìn ở ngoài cái hình ảnh của chị Trang đó. Cái gì đó? Không gì ra mà nhờ cái hình cậu nó không có gì luôn mà. Chỗ áo đen xong bây giờ anh chị sáng thì thực sự nói là đi đám tang rồi mặc áo đen thì ông ở trường cũng nhắc là đi đám tang cũng khoe mà áo trắng thì hôm nay có chị áo trắng. Đây này mọi người, đó, chị áo trắng đây, chị áo trắng đây. Hôm nay là chị Trang, đây là chị Trang áo trắng và chị áo đen là chị Lo. Chị sẽ là làm lâu rồi mà bận công việc, hôm nay mới đưa lên tới được, chứ là hôm bữa ra đông quá. Hôm nay có cái thời gian này nữa. Cảm ơn chị Tiến. Vậy này chúc em. Chị này ở đâu đến mà tâm hồn đẹp quá. Trang chị ở đâu chị? Chị ở Sài Gòn. Sài Gòn, đại gia Sài Gòn. Ở quận mấy chị? Sài Gòn, chị cười. Rồi, thấy chị là người cũng rất là giản dị không quý chú chị? À, giản dị nhưng mà rất là phong cách. Rất là sang trọng. Thật sự nói hơn chừng nhìn thấy là chị rất là phong cách là của người phương Tây ha. Đúng rồi, đúng rồi, nhìn em rất là thích những người sang trọng. Em thấy là vậy. Đúng chị ăn mặc giống người Việt Kiều nhưng mà chị là người Sài Gòn. Bảo là nó Việt Kiều phải không? Thôi chừng nhận thấy là chị Việt Kiều. Có thể là chị cũng không muốn khoe khoang nên là chị đi giấu. Hồi nãy hỏi chị Lô là hồi sao mà đi qua đây rồi hỏi thằng sát bên ông xã. Đó, đó, đó là ông xã của chị ha. Xã của chị. Rồi chị cười là mừng rồi. Rồi chị cười là vui rồi. À, cuộc sống mà mọi người, nếu mà đem lại niềm vui và hạnh phúc là rất là mừng á. À, chị cười là vui rồi. Chị Trang ở Sài Gòn trưa hôm nay đem hai bức hình của chú nghệ sĩ Vũ Linh ra rất là đẹp luôn cô chú chị. Dạ, hai tấm luôn anh. Vậy đó, tặng hai tấm luôn hả? Dạ. Hai tấm rất là đẹp luôn cô chú chị. Ồ, dạ. Mãi yêu anh. Ông Hoàng đã lương dạ. Quá hình rất là đẹp luôn cô chú chị. Anh đẹp quá, giờ đẹp luôn. Đó, ngồi dưới nữa. Bây giờ Vinh Vũ xin phép cô chú chị và các bạn Vinh kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn trong video tiếp theo nha. Và cô chú chị và các bạn cho Vinh xin một chút đăng ký kênh để ủng hộ Vinh được phát triển hơn của chú chị. Không có còn là cái hình nào đẹp hơn ba cái hình này.